Xin chào Ngọc Trinh. Như là anh Thắng vừa mới chia sẻ thì Ngọc Trinh chính là chủ đầu tư cũng như là diễn viên chính của vòng L 56 đúng không ạ? Vậy thì không biết rằng là quyết định đầu tư với Hà Phan Entertainment bởi vì là mình có một mối quan hệ thân thiết hay là vì một lý do gì khác? Em đứng ngoài đây luôn. Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự có mặt của anh chị báo đài cũng như là tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Cũng như anh Thắng vừa chia sẻ đó thì công ty giải trí Hà Phan là một công ty mới và Trinh với anh Thắng là đã có mối quan hệ anh em từ rất là lâu rồi. Anh Thắng cũng có chia sẻ với Trinh về cái sự tâm huyết muốn làm thành viên vì Trinh và Trinh cũng cảm nhận được cái tâm huyết đó của anh Thắng nên là Trinh quyết định chọn công ty của anh Thắng sản xuất cho bộ phim của mình. Mình muốn trở thành một producer, mình lại cũng đầu tư vào một bộ phim hài, một bộ phim hành động, một bộ phim kinh dị, đúng không ạ? Mà mình lại quyết định đầu tư vào một cái bộ phim về chính bản thân mình. Thật sự là thứ nhất đó, hiện giờ là em cảm thấy là có rất là nhiều người biết đến em với những cái thông tin khác nhau và có những cái thông tin hoàn toàn sai lệch về cuộc sống của em. Nên là em muốn là tham gia cái bộ phim này á, em muốn mọi người hiểu em hơn. Bên cạnh đó cũng cho mọi người có một cái cách nhìn chính xác hơn về con người của em. Thứ hai nữa đó là đây là bộ phim nói về cuộc đời của em. Thì không em không chỉ muốn tham gia phim không mà em còn muốn tham gia các khâu sản xuất để em có thể hiểu rõ hơn về những cái khâu quá trình sản xuất. Dạ đúng rồi, và là em phải biết luôn. Thứ ba nữa đó là đây cũng là một con đường kinh doanh nghiêm túc và lâu dài mà em muốn theo đuổi bên cạnh những cái việc kinh doanh spa và tớ của em. Biết kịch bản và thực hiện thật đạo diễn. Em nghĩ là tất cả mọi người ở đây thì ai cũng đều biết danh tiếng của anh Đảng cùng với những cái bộ phim chất lượng mà anh Đảng đã làm. Em mời anh Đảng về làm phim cho em không phải vì cái danh tiếng của ảnh mà vì một cái lý do chung của em và cả ekip nhìn thấy được rằng là chỉ có đạo diễn Vũ Ngọc Đảng mới làm được cái là đạo diễn phù hợp nhất để làm cái bộ phim cho em. Tại vì mọi người cũng thường thấy là anh Đảng hay làm một bộ phim dạng như là một câu chuyện cổ tích mà có thật ở trong đời thường, giống như là một cô bé lọ lem trở thành một nàng công chúa. Thì cái cuộc sống của em từ xưa tới bây giờ thì em cũng cảm nhận được là em giống như là một cô bé lọ lem vậy. Có có thể biến những cái ước mơ thành sự thật. Thì em nghĩ là đây là một cái sự kết hợp tuyệt vời giữa hai cái tên của Ngọc Đảng và Ngọc Trinh. Kịch bản của vòng L 56 thì đã hoàn thành tới đâu rồi và anh có thể chia sẻ những cái kế hoạch chi tiết hơn cho dự án lần này được không ạ? Kịch bản thì bây giờ là 100% rồi. Cái vấn đề khó nhất bây giờ là phải một cái điện ảnh thì nó phải 90 trang, sau bây giờ phim giờ đã có 200 trang, nó quá nhiều. Tại vì là cái cuộc đời của Linh Kiều nó có rất nhiều chi tiết, quá nhiều thứ vậy. Và bây giờ là phải viết cho xong rồi sẽ cắt gọn lại để 90 phút hay nhất. Còn kế hoạch sản xuất thì nếu như mà có gì thay đổi thì tháng 9 sẽ có máy. Còn những casting diễn viên hay là casting diễn viên thì trong phim thì là ngoài chính đóng vai chính ra thì là còn toàn bộ diễn viên thì Đảng sẽ quyết định và Đảng sẽ tổ chức casting. Và sau khi mà quay trong phim có vai nhỏ lên làm xong hoàn casting mình sẽ bắt đầu tiến hành casting. Thông thường thì người ta thấy rằng là Vũ Ngọc Đảng một năm làm một phim hoặc là hai năm làm một phim, nhưng mà năm nay anh sẽ làm con ma nhỏ Vương tiếp, sau đó anh nói là tháng 9 anh sẽ quay vòng L 56. Vậy không hiểu là tại sao lại có cái sự thay đổi này ạ? Hình như là Ngọc Trinh quá hấp dẫn hay là sao ạ? Thực sự là khi mà nhận được cái lời mời làm bộ phim này thì mình rất là sốc, rất là choáng và rất là bất ngờ. Tại vì mình không nghĩ rằng là mình sẽ được mời dự án này và mình tại vì là nói chung mình thấy là Vũ Ngọc Đảng với Ngọc Trinh không liên quan đến nhau. Nhưng mà sau khi mà suy nghĩ lại thì Đảng thấy là đây là một cái dự án rất là thú vị. Sau khi mà nhận lời mời á thì Đảng nói là cho Đảng suy nghĩ một ngày những cái trả lời và nói chung là đêm đó là tôi về là cũng bị mất ngủ hơi chậm chậm và sau đó xa 6 giờ sáng mình cũng thức dậy thì cũng thấy được 6 bên ngoài mình cảm thấy là rất là hào hứng với kịch bản. Mình cũng nghĩ là đây là cái dự án mà mình cảm thấy rất là hứng thú. Còn lý do tại sao mà viết nhanh như vậy được á, tại vì là bây giờ là những cái kịch bản khác đã được 5 cái kịch bản là mình phải ngồi kể ra rất nhiều thứ, phải là sáng tạo ra câu chuyện, ra nhân vật, ra rất nhiều chi tiết khác đó. Còn đây là bộ phim mà dựa trên cuộc đời thật của Trinh nên là mình cũng không phải bị gì hết. Mình đã có rất nhiều chi tiết hay và kịch bản để con game này các người ta dùng kịch bản của game là rất là nhanh.
hoàn toàn dựa trên câu chuyện có thật thì họ cũng sẽ bịa thêm, đúng không, để cho bộ phim hấp dẫn. Vậy thì không biết cái chữ có thật trong cái vòng eo 56 này nó sẽ được hiểu thế nào và bao nhiêu phần trăm là thật? Đó là bộ phim là gần như là rất là gần như là, nếu mà nói đúng ra thì có thể là 100% là thật, tại vì mình không có quyền nhiều, nhưng mà thực ra là khi mà một người nào đó đưa lên phim thì mình phải làm cái điện ảnh lên, thế là mình có những cái chi tiết những cái thi điện hóa lên và cho nó mang ngôn ngữ điện ảnh, thế nên nghĩa là có nhiều chi tiết thì nói chung là ngoài đời chứ không có xảy ra, nhưng mà mình làm như vậy để diễn tả cái tâm lý, tâm trạng, cái nội tâm và những cái suy nghĩ, những cái mà chặt chọc, những cái mà tình cảm nhận về cuộc sống, về tất cả mọi thứ. Vậy thì không biết là trong 200 trang anh vừa viết thì là Ngọc Trinh đã đọc qua trang nào chưa, đã biết được những cái phân đoạn của mình chưa? Có đọc cho nghe thử 2-3 trang. Thế thì Ngọc Trinh có mất ngủ không ạ? Bây giờ câu hỏi này là cho Ngọc Trinh này. Dạ, mất ngủ, mất ăn luôn. Vậy thì không biết là Ngọc Trinh đã chuẩn bị cái tâm lý là thường á, làm phim tiểu sử á, thì mọi người sẽ sau khi xem phim xong thì khán giả họ có thể yêu hơn hoặc là họ ghét hơn cái nhân vật. Thì không biết rằng Ngọc Trinh có chuẩn bị tâm lý đó cho mình không? Thật sự là em cũng cái tâm lý mà để đón nhận sau khi bộ phim mà yêu hơn ghét là em cũng chuẩn bị rồi, mà em cũng chắc chắn với cái kịch bản của tất cả mọi người sẽ yêu mến em hơn, em cũng chắc như vậy. Không bị ghét hơn đúng không? Khi mà lúc đầu mà nhận lời là cái thông tin đó thì đã cũng thấy là một cái dự án thấy cũng hay thú vị, bởi vì mình nghĩ rằng đây là cái cô mà nó có nhiều thứ mà phản nghe bản thân mình, cũng như nghe là quá nhiều tin đồn, quá nhiều cái thứ mà nó tiện phi, mình nghĩ là mình là những cái cô đặc chất thì tiện theo nó, thí dụ như nhưng mà khi mà tiếp xúc thông tin rồi, nhưng mà bắt tay với kịch bản rồi thì thực sự bây giờ là mình nghĩ là mình quá mê dự án này rồi, bởi vì đây là cái dự án mình nghĩ là nó sẽ gây cho mình nhiều điều bất ngờ. Và mình cũng nói thẳng với lại kinh đặc xuất rằng là lúc đầu cũng hơi phân vân, nhưng bây giờ mình cảm giác rằng là nếu như cái dự án này mà làm thành công thì nó chỉ không muốn là làm cho mọi người nghĩ tốt về học kinh, mà nó cũng là dự án mà tạo cái tốt hơn cho đảng về tên tuổi về tất cả mọi thứ trên đây ngàn, vì đây là một cái dự án khó mà người quan tâm, và nếu mà mình làm thành công thì nó là một cái tác rất lớn cho mình. Và mình cũng nghĩ rằng là tất cả những cái thiện phi, những cái đồ này kia là không phải do chân gây ra, mà đang nghĩ là phải do cuộc sống của cô nó quá nhiều phía. Tại cô từng có 3-4 năm biết mất ở đi đâu đó, hoặc là có cùng cái xuất hiện lại. Cho nên tất cả những cái đó nó tạo cho mình cái tò mò của cô này, tại sao lại như vậy, như vậy thì nó là họ tạo nên những cái đồ. Rồi mình thì mình nghĩ là trong cuộc sống thì là thiện phi thì ai có chấp nhận, mà không thể dùng một cái tin đồ để dùng người khác. Nhưng mà mình nghĩ rằng là một cái phim thì mình nghĩ là chia sẻ cho mọi người hiểu là đây là công việc của mình, kể cả những cái mà cô mặc cảm nhất, cái cô cảm thấy là tôi cũng luôn thích kể lại những cái cây đắng mà cô mất chân trong nghề, và những cái cây đắng mà cô nhận từ cuộc sống, và những cái mà cô cảm thấy cô may mắn, thì đó là đây là một phim để làm cho mình